Hello cả nhà mình. Bây giờ là khoảng 3 giờ 20 phút ngày hôm nay là ngày cuối tháng 4 năm 2020. Thì mình đang ở Vũng Tàu đây, mình đang trên con đường Trần Phú đây, thuộc phường 5 Vũng Tàu. Thì con đường cái hướng này mình đi sẽ đi hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay sẽ quay về cả nhà xem cái không khí đường xá Vũng Tàu sau khi mà giãn cách xã hội như thế nào, cũng như là những ngày cuối tháng 4 Vũng Tàu như thế nào nhé. Nhưng mà nhiệt độ ngoài trời giờ khoảng 35 độ C cả nhà. Đây con đường Trần Phú thì mình sẽ đi dọc bờ biển và sẽ quay cho cả nhà xem trên trong lúc mình đi về thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đây khu vực này là nhà hàng Gành Hào đây cả nhà. Nhà hàng rất là vắng vẻ nha, hiện tại bây giờ ở đây rất là vắng. Độ ngoài trời khoảng 35 36 độ, trời rất là nóng. Trước hả? Đây là khu vực bãi trước. Mình sẽ chạy ra dưới chỗ kia để đi đường đường hướng đường về thành phố Hồ Chí Minh luôn, cho cả nhà mình cùng xem luôn. Nhập bờ biển. Đây là một buổi chiều Vũng Tàu rất là nóng nha, 35 36 độ, đâu có mát hơn ở thành phố là bao nhiêu đâu. Khu vực này là khu vực cáp treo. Quán cà phê như đã mở rồi cả nhà, đã mở cái quán cà phê rồi. Đây đường xá rất là vắng, và nhìn thấy vắng tanh vắng teo luôn. Đây là một phần là giờ này giờ đi bà con đi làm, cũng như là trong tuần thì không có ai xuống đây du lịch cả. Quay khá là nhiều clip trên cái đường đi từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh cho cả nhà mình cùng xem, cũng một vài cái clip trong lúc mình đi. Thì đây cả nhà nha, khu vực này là khu vực bãi trước đây. Cái bến tàu cánh ngầm nha cả nhà, đây là khu vực bến tàu cánh ngầm đây, đây các bến tàu cánh ngầm ở đây, đây lâu quá rồi không đi cái hướng này, thì để đi và quay cho cả nhà mình cùng xem luôn. Ở đây cũng nhiều này. Trời rất là nóng rồi nha, giờ ngoài 35 độ C đấy.
tới cái Bùng Binh để đi về thành phố Hồ Chí Minh luôn nha cả nhà. Bùng Binh Đài Liệt Sĩ để hướng về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đây sẽ quay cho cả nhà cùng xem vào ngày cuối tháng 4. Nói chung là mọi người đều đi tắm biển được bình thường đây, chỗ này mọi người đi tắm biển ở đây nè cả nhà. Tắm biển rất là sôi nổi. Đi tắm biển, đi câu cá. Đây đường rất là vắng.
về thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Đây. Đường này được chạy tốc độ 70 km/h nha cả nhà, từ Bùn Binh Đại Liệt Sĩ mình đi hướng về Sài Gòn chạy được 70. Thì mùa hè này là ở giữa nó có cái những cái hoa giấy rất là nhiều. Ok các bạn cả nhà, nè mình đoạn đường mình đi từ chỗ Trần Phú đến đài liệt sĩ nha cả nhà. Rồi các bạn cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha.